2. Chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Vua Rồi, mình là viên tàu lão chạm với đao Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli. Hôm nay là những ngày rằm tháng giêng, sân mừng lớn có biên. Các bạn ơi, có biên thật sự rồi. Bên kia cầu thủ tầm lâm đó là thật sự là tên Hùng Bình Định. Trước đây là một trong những đối thủ của Đại Lâm, trước đây vào những năm 2011-2012 tại Thủ Đức nha các bạn. Bây giờ là 1-4. Các cầu thủ anh em chợ mới An Giang, Long Điền Bay, Hải Mập, Hậu Xâm Minh, Bảo Ga Tàu, Bầu, có đôi giới vàng rất dễ thương. 1-4, vô hàng, ok Ben. Còn đây là U20 theo bên 4 chắc chắn luôn rồi, đúng không? Theo bên 4 đúng không? Theo bên 1 hả? Trời, ông già ngã bên 1 rồi các bạn ơi. Khán giả quá đông bữa nay các bạn ơi, khán giả cực kỳ đông các bạn ơi. Đang có biên, sân mưa lớn bữa nay các bạn ơi. Vô hàng. Vô hàng. Không. Một pha phát bóng hỏng của Hùng Bình Định. Bữa nay Hùng Bình Định vào Nam du đấu nha các bạn, vào miền Tây nha. 1-0. Một pha xử lý tốt của Hùng Bình Định. Mày không cần lại con cặc chưa bảo mà chi sao mà một đều. À, vậy thôi, không quên nữa. Nãy còn tính bên không hay một. Một pha xử lý quá hay của Hải. Ăn nhiều mệt. 2-1 nghiêng về cho anh em chậm ơi. Hai quả liên tiếp Bảo Gà Tàu không thể thu được. Để Đại Lâm giới thiệu với các bạn nha. Bữa nay Hùng Bình Định là một trong những sinh viên ngày xưa của Thủ Đức, lạc lõng vào miền Tây, chợ mới An Giang của quê hương Đại Lâm. Hùng Bình Định trước đây là còn có gọi là chung một thằng bạn là Biện nữa, là Hùng Biện. Cặp bài dùng trước đây tại sân Ba Long Thủ Đức, quá ghê và quá ghê các bạn. Bữa nay lắng sân vào miền Tây rồi các bạn ơi, chợ mới An Giang. Hai đều. Hùng phát bóng hồng. 3-2. Một pha lên lưới công quá tốt của Hùng Bình Định. 3 đều. Tôi cảm thấy như sân bóng đang có biên và em ru thinh thích hết rồi các bạn ơi. 4 đều. Buôn. Hùng phát bóng ngoài. 5-4. Còn đây là đứng trước màn của Đại Lâm là Hải Mập. Trước đây một trong những cầu thủ solo của chợ mới rất cừ khôi. Trong vòng vòng chợ mới rồi ra ngoài chợ mới gãy nanh. Trời cứu. Quá đáng tiếc. Trời ơi. Còn cái heo nổi đều gì với Hải Mập. Bỏ bóng ra ngoài. 5 đều. Lại là Hùng phát bóng bay ra ngoài. 6 năm. Quá đang tiếp phòng bóng vừa rồi của Bầu. 6 đều.
vô đất á, chưa vô hoài. Bảo cái tàu nhảy nai với ta. Trời ơi trời. Các bạn thấy điều gì đang xảy ra với hai mập? Xem bị đâm tự sự rồi các bạn ơi. Bảy sao? Quá tốt cho Hùng Bình Định. Hùng Bình đi, Hùng Bình đi. Bảy đeo. Bảy đeo. Ôi cơm. Lại là hai mập quá nhẹ nhàng tình cảm. Nhưng tôi thật sự rất tiếc. Tại sao người ta từ Bình Định quê hương hàng mang tới bà Mông Cầm vô đây 1.4 các bạn. Đâu có ấp liền đâu mà sợ. Tạm bậy. Một pha công lớn quá hay của Hồng Bình Định. Tạm điêu. Đâu cái gì đâu bình thường. Một pha phát bóng quá hay của Hồng Bình Định. Trên tam. Không có thoải mái đây, dây dép về đây. Đây thoải mái, không dây dép chưa. Ôi, hậu. Sân này là phát thoải mái, không có dây dép chưa. Có dao hay gì? Rồi, có dao, dao kèo, tiếp tục chơi. Trên tam. Quá hay cho Bảo, bắt của một. Đúng là hải mập, một cầu thủ solo ngày xưa. Bây giờ 1.4 rồi. Ngày xưa hai show hai mập toàn đi solo, bây giờ người ta 1.4 hai mập. Chết rồi. Quá lại hai pha bóng vừa rồi. Mời trên. Chết luôn. Mười một trên. 11 trên. Mười 11. Nó phát không có mạnh mà nó phát tấp người khó chịu ấy rồi. Mười 11. Đập mùi. Đập mùi. 10-10-11. Lấy cái lưới. Mất cạn lưới. Từ từ. 11 đều không. Trời ơi. Chết rồi. Quá đáng tiếc. Một pha phòng thủ hay của hải mập. 12-10. Chị Banh nó đập cái đồng xuống luôn trời. Nó bốn thằng dày lắm. Ngoài lần thứ hai hải mập bên bóng ra ngoài 11-12. Tốt rồi. Phát bóng ngoài.
13-11. Nếu không có gì thay đổi, anh em bên bông đưa anh em Mương Lớn Chợ Mới vào bờ an toàn. Bông ngoài 12-13. Rất kịch tính, rất căng thẳng các bạn ơi. Chưa biết điều gì đang xảy ra các bạn. 15 tới nha. Một pha kết thúc tốt của hai mập. 14-12. Đủ bá, tao lụng mạnh đó mày ơi, bay. À, các bạn biết thông tin về bên 4-4 giờ để làm thông tin cho các bạn biết nha. Hải Mập cởi trần quần short lên. Trước đây là một trong những tay solo cừ khôi nhất của Chợ Mới An Giang. Và hiện tại bây giờ cao thủ tùm lum tới là Hùng Bình Định. 1-4 hai mập, không biết điều gì đang xảy ra giữa hai mập. Nhưng mà thật sự hai mập quá khó chịu các bạn ơi. Phát bài bài nhẹ nhẹ mà quá khó chịu rồi. Lâm lồn, cao mét mấy ạ? À? Các bạn thấy ông Lâm lồn mét 26. Phát bóng ói cơm và ói cơm. Mười bốn mười hai. Chết rồi. Quá hay. Kết thúc chương trình đại truyền hình đến đây thì hết. Xin chúc mừng Minh Bông 15-12. Tỷ số quá nghẹt thở mà các bạn. Xin mời các bạn xem tiếp chat nổi ra các bạn như thế này nha. Hậu phát cũng được đó bạn hả?